Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Huyền Bí Việt Nam. Và mình là Huy, người sẽ kể chuyện cho tất cả các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện Ngoại đã giết bao nhiêu người của tác giả Tuệ Thảo. Con Tuệ lững thững men theo cánh đồng làng, rồi lội tắt qua bên kia sông cạn, để đường lên chợ huyện càng ngày càng gần hơn một chút. Trời thì đã bắt đầu tắt nắng, những cơn gió nó cứ dịu dàng nhẹ nhẹ bên tai con Tuệ. Cả một đoạn đường dài, Tuệ không sao thoát bản thân mình ra khỏi những suy nghĩ về ngoại. Những suy nghĩ vừa đáng sợ vừa đáng thương cứ len lỏi xuất hiện trong đầu con Tuệ. Khi chân của nó bắt đầu đau buốt thì nó mới nhận ra là nó đã đi được một đoạn rất xa rồi. Trời thì tối, ánh đèn thì thưa thớt, vàng vuột xa xa nhà của người dân bắt đầu được thắp đèn lên. Rồi tiếng dế, tiếng chảo chuột đồng loạt kêu lên, nghe rất là yên ngã. Con Tuệ không biết là hữu duyên hay là có người cố tình sắp đặt một sự thần kỳ nào đó, mà ngay lúc này con Tuệ nó gặp được bà Thìn. Lúc đầu nhìn thấy bà Thìn, nó đứng hình một vài giây. Tại vì thật tình cái người mà nó nghĩ đến trước khi gặp bà Thìn chính là bà ngoại. Nó không biết có sợi dây liên kết nào giữa hai người này khiến nó vô tình có một chút hoảng sợ. Nó cố tình nó tránh mặt bà Thìn để bà không nhận ra. Nhưng mà đi ngang nó được một vài bước thì bà Thìn quay lại hỏi: "Con có phải Tuệ không?" Nó khá bất ngờ tại vì trời đã nhá nhem tối hơn phần nữa là nó và bà Thìn gặp nhau cách đây đã 3 năm mà chỉ gặp có 2 lần. Rồi làm sao mà bà Thìn nhận ra nó nhanh như vậy? Vậy là nó cúi gằm mặt xuống không có trả lời. Nó mong rằng cái sự lạnh nhạt của nó sẽ khiến bà bỏ cuộc và bỏ mặt nó. Nhưng mà hình như bà là người nhiệt tình quá mức không? Bà đi lại gần nó, cúi sát mặt xuống để kiểm chứng. Sau đó giọng bà hò reo giống như là lâu lắm rồi mới gặp lại một người quen. "À đúng rồi, đúng là con rồi." Nó không nhớ là cuộc đối thoại tiếp theo như thế nào, nhưng đại khái là 3 giờ sáng thì mới bắt chuyến xe khách lên tỉnh. Rồi bà Thìn mới mời nó vào nhà ngồi đợi. Phần là vì con gái 16 tuổi ở ngoài đường mấy tiếng đồng hồ cũng có phần rất là nguy hiểm. Vậy là nó xách túi đi theo bà. Có thể trong tư tưởng của nó có một chút đề phòng, cho nên nó cố gắng nhớ lại đường đi nước bước hết mức có thể. Nó đổ dốc xuống một cây cầu, rồi ngay đoạn đổ dốc thì quẹo phải, đi chừng 200m thì quay quẹo phải thêm một lần nữa. Từ cái đoạn mà bà gặp nó tới nhà là khoảng chừng gần một cây số. Trời thì tối, đoạn đường thì vắng dân cư, đi một chút xíu thì chân của nó đau nhất, nhưng mà nó vẫn cố tập tễnh đi cho kịp bà. Theo cái lời giới thiệu của bà Thìn thì trên đoạn đường đi, nó biết là bà đang sống một mình. Rồi khi tới cổng nhà bà thì nó đứng lại lưỡng lự một chút không biết là có nên vào hay không. Trời nóng nực như vậy, chẳng có một cơn gió nào, nhưng mà con Tuệ vẫn thấy lạnh. Dưới ánh trăng mờ mịt chiếu xuống, đột nhiên nó thấy có ai đó đang thoắt ẩn thoắt hiện, đang ngồi giống như là ôm cái gối, ngồi thu lu bên cột cổng. Bắt đầu người đó ngẩng đầu lên, để lộ ra một khuôn mặt trắng ngợt rất là kỳ dị. Người lao thật nhanh về phía nó, rồi la lên là "cho tao ăn". Tự nhiên cái thứ đó giống như là bị có một cái gì đó kéo lại, sau đó biến mất. Nó hoảng sợ nó ngã ngửa ra sau, rồi nó cố gắng nó ngồi dậy, vừa ngồi vừa bò lùi ra phía cổng. Rõ ràng nó thấy rất rõ ràng cái thứ mờ ảo lao tới nó, rồi la lên "cho tao ăn, cho tao ăn". Nó linh cảm một sự nguy hiểm đang bao trùm lấy căn nhà này. Vậy là nó chào bà xong rồi quay lưng thẳng đi ra ngoài chỗ lớn, vẻ mặt rất là bất ngờ của bà Thìn. "Con đi đâu giờ này?" Nó cúi đầu nó bước đi thật nhanh, cho tới khi khuất bóng của bà Thìn thì nó tập tễnh cắm đầu chạy ra phía lộ, rồi ngồi ở khúc cua dưới chân cầu. Nó nhìn chằm chằm lên con đường dẫn vào nhà bà Thìn. Nó không biết đây là đặc tính chung của con người hay là của riêng nó, nhưng mà khi sợ bất cứ điều gì thì nó phải nhìn chằm chằm vào chỗ đó cho bằng được. Bắt đầu nó sợ từ trong con ngõ ngoằn ngoèo sẽ có một thứ kỳ dị nào đó lao ra bắt lấy nó. Nó ngồi đó nó nghĩ vẩn vơ, rồi dựa mình vô cục điện ngủ lúc nào không hay. Nó chỉ biết là nó bị đánh thức bởi cái tiếng đài phát thanh ở trên đầu cục điện chỗ nó đang ngồi. Có lẽ là bây giờ nó lỡ chuyến xe khách rồi. Nó tần ngần không biết mình đi đâu về đâu thì bắt gặp hai bà cháu đang nắm tay đi tập thể dục. Đứa nhỏ thì ríu rít hỏi: "Nội ơi, mỏi chân, ẩm ẩm". Cái từ "nội" lọt vào tai nó lúc này giống như một tia sáng đánh thức con người trống rỗng của nó.
tại Hà Tây năm 2002. Hà Tây ngày đó đẹp lắm. Khi nó bước chân vào ngõ thì bà nội đang rửa rau ngoài bờ ao, còn ông nội thì đang tưới nước cho gốc mít. Bà thấy nó thì để mặc rổ rau trôi lơ lửng trên mặt nước rồi chạy ào ra ôm chầm lấy nó. Bà nội ngồi xuống xoa nắng đôi chân tông teo của nó rồi bắt đầu khóc. Trời ơi, sao cháu tôi khổ như vậy. Sau khi mà thấy bà ôm lấy nó khóc thì lúc này ông mới nhận ra nó. Ông nó quăng can nước xuống đất rồi chạy ra phía nó. Cha tổ mày, lớn quá rồi, giờ biết đường về nhà rồi nhé con. Vậy là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tối đó nó mới được ngủ một giấc ngon lành vậy. Sáng sớm, nó ngồi bên khung cửa sổ, nhìn lá mít đầy sương xà xuống trước mặt nó, thò tay ra ngoài cửa sổ, hái lấy mấy dái mít non. Rồi nó nhớ đến ba nó. Cả một quãng đời dài, ba nó cứ lấy cái thứ chát ngầm đó để làm mồi nhậu. Nghĩ vậy cho nên nó chạy ra giường, bẻ rất nhiều dái mít cho lên đĩa rồi đưa lên bàn thờ để thắp nhang cho ba nó. Ông bà nội thấy nó làm vậy á thì vừa cười vừa chửi. Cha nội mày, người ta cúng táo cúng lê chứ ai mà cúng dái mít như mày. Nó chạy lại phía ông nội đang lát rồi ngồi xuống mân mê mấy cọng lạc. Nó nghe ông bà kể chuyện, một câu chuyện rất dài. Bữa đó ba của nó đang bị bỡm xuống ao đánh bắt mấy con cá lên trên bếp nướng để nấu nhậu cho đỡ sốt ruột. Lùa ao ở bên nhà mà bắt không có được, sau đó ba nó mới qua bên ao của bà ngoại để bắt. Thì đang lúi húi lùa cá thì có người đàn ông dân tộc tới hỏi ba nó. Bà Ngát có nhà ông chú? Ba nó bất ngờ, tại vì rất lâu rồi không có người đàn ông nào đến hỏi thăm bà ngoại hết. Bà Ngát đi chợ rồi chú ơi, mà chắc cũng sắp về. Chú ở trong nhà ngồi đợi chút là bà về liền á. Ông này nghe vậy thì không từ chối mà đi thẳng vô trong nhà luôn. Trên tay ông cầm cái bịch màu đen. Ba khá để ý tại vì cái bịch mà ông ta cứ đi vài ba bước thì lại nhiễu ra mấy giọt máu. Ba cũng chẳng hỏi là bên trong có gì, chỉ biết là ông ta đi thẳng tới chỗ gốc mít rồi để cái bịch đó xuống rồi nói: tôi gửi cái này cho bà, nếu bà có về thì anh nói với bà giùm tôi, để không thôi để cái này ở đây nó thúi ra. Thì ba con Tuệ mới trả lời: dạ mà chú tên gì để tôi biết tôi nói với bà. Người đàn ông đó nói: anh cứ đưa cái bịch cho bà là bà biết tôi là ai rồi. Thì nói tới đây ông ta đảo bước đi thật nhanh. Sau khi mà bắt được mấy con cá thì ba con Tuệ lên bờ rửa ráy, nhìn thấy dưới đít bịch lông bỏng máu, miệng bịch thì được buộc chặt rất là chắc chắn, rồi trên cái nút buộc có thắt lại rồi cuốn mấy dòng dây cước đỏ. Ba nó đứng lay quay mở túi ra xem bên trong có gì thì bà ngoại về tới. Cái gì vậy anh Nhận? Ê, dạ có chú kia gửi cái này cho mẹ, mà không biết bên trong có gì mà nó máu nó cứ chảy ra hoài. Thì bà ngoại nghe tới đây thì vứt cái thùng xốp rơi bịch xuống đất, mấy quả cà chua mới mua ngoài chợ cũng lăn lóc ra theo luôn. Ngoại chạy lại giật cái túi từ tay ba con Tuệ: không có gì đâu, anh đi về bên nhà đi. Hành vi lạ lùng của bà ngoại khiến ba càng ngày càng tò mò, muốn biết thứ bên trong có gì. Ba về bên nhà bắt cháu lên nướng cá thì trong lòng dạ không có yên. Ba đánh vòng ra phía sau nhà ngoại, dòm qua mấy khe cửa rồi dội bịt miệng kinh hãi khi nhìn thấy bà ngoại lấy trong cái bịch đen ra là 2-3 cái xác thai nhi. Những cái thai nhi đã đủ hình hài. Bà ngoại ngồi đối diện với cái điện thờ, lấy từng cái thai nhi ra cho vào thau nước đã có sẵn ở đó mà rửa. Rồi ba nghĩ chắc ngoại đang làm lễ chôn cất cho những cái thai nhi xấu số này. Nhưng khi mà ngoại đi lại góc buồng lấy cái thớt và con dao rồi bổ thật mạnh xuống từng thớ thịt bé bỏng cho vào nồi thì ba nó thất thần la lên. Thần trí ba nó hoảng loạn sợ hãi, ba nó đứng run bần bật như trời trồng. Rồi cái tiếng dao cứ cành cạch bổ đều xuống thớt. Rồi bà ngoại lạnh lùng đi lại kệ, thản nhiên lấy mấy cái củ hành rồi nhánh gừng đập nhuyễn cho vào nồi ướp như là kho thịt. Rồi đang chuẩn bị cầm nồi ra bếp á, thì người bà ngoại bắt đầu rung lên bần bật, rồi làm cho thịt cứ rơi vung vãi ra. Sau đó bà ngoại nằm sóng xoài xuống đất, dặn mình dặn mẩy giống như là đang dặn co với ai đó. Xong rồi la lên: chưa có xong, chưa chín. Rồi một tiếng khè khè giống như là từ đâu vọng lên: ăn xong ngọt hơn. Rồi bà ngoại giống như biến thành một người hoàn toàn khác. Ánh mắt bà sắc lẹm đỏ lờm. Bà ngoại chạy nhanh lại vồ lấy cái đống thịt đang dương dãi đó, rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Khuôn mặt thì đầy thích thú thỏa mãn. Sự việc diễn ra chỉ chưa đầy 10 phút
Nhưng mà bà ngoại đã nằm vật ra đất, rồi lồm cồm bò dậy gom tất cả những thứ thừa thải ném ra ngoài ao. Ở ngoài ao, mấy đàn cá nó cứ ụt ụt tranh nhau rỉa từng thớ thịt. Sau sự việc đó thì ba con Tuệ khăn gói về nhà bà nội ngay. Ngày mới về thì thần sắc của ba nó nhợt nhạt không có sức sống. Cứ tới bữa ăn mà thấy thịt với cà là nhảy dựng lên sợ hãi đạp đổ cái mâm cơm ra. Ông bà nội nó lấy làm lạ lắm, mới mời thầy về để coi sự tình ra làm sao. Ông thầy tới lanh quanh thăm khám cho ba nó một hồi rồi kết luận là anh này bị ai hù để lạc mất vía. Nói rồi ông thầy làm vài lễ bái để cúng gọi vía về. Làm đi làm lại 7 lần mới xong. Thì cũng tò mò cho nên ông bà cứ khóc lóc gặng hỏi mãi. Cuối cùng ba nó kể lại sự việc cho ông bà nghe. Sau khi mà nghe đầu đuôi câu chuyện thì ông bà lại khuyên nó quay về bên ngoài để bảo vệ vợ con. Ngày ba nó trở về quê cũng là ngày trong huyện đang linh đình tổ chức hội đền. Ở huyện người ta xuống từng xã vận động đàn ông thanh niên giúp sức. Tại vì hội năm nay quy mô lớn toàn tỉnh nên người dân kéo về rất là đông vui. Ba nó được mấy người trong xã nhờ vác tre ra ngoài sông để cắm mốc xuất phát cho hội đưa thuyền. Thật ra tại vì việc của huyện cho nên ba nó mới miễn cưỡng chấp nhận. Chứ thật tình là nếu như là việc trong giáo hội của Công giáo thì ba nó sẽ nhiệt tình hơn. Ngày hội tới, đang bị bợm dẫn nước vào sông để cho sáng mai đua thuyền thì ba nó thấy người đàn ông dân tộc hôm bữa ở trước nhà bà ngoại. Nhìn thấy ông đó, ba nó nhận ra liền. Tại vì sự việc in sâu vào trong đầu quá nhiều cho nên ba nó không bao giờ quên được. Ba nó thấy ông đó đang ra ám hiệu cho người bên kia sông đi đâu đó cùng mình. Ba con Tuệ thấy cái ông dân tộc đang ra ám hiệu cho người bên kia sông đi đâu đó cùng với mình. Tại vì khuất tầm nhìn với lại đông nghịch người cho nên là dù có ngó nghiêng cỡ nào thì ba nó cũng không tài nào nhìn được người còn lại là ai. Tại vì quá tò mò cho nên ba của nó giao cái việc đó lại cho những người khác làm rồi âm thầm đi theo phía sau ông dân tộc. Ra khỏi lễ hội một đoạn thì ba nó phát hiện ra người đi cùng chính là bà ngoại. Lúc này ba nó hoang mang lắm, tại vì thấy điệu bộ lén la lén lút của hai người rồi càng làm cho ông tò mò thêm. Ba nó đánh liều bám theo họ. Dù lúc này trời đã tối sầm rồi, đi chừng hơn một cây số thì thấy họ dừng lại trước một cổng ngôi nhà, ngó ngang ngó dọc sau đó mới tiến vào trong. Với cái điệu bộ không đứng đắn thì ba nó biết chắc rằng là họ gặp nhau không có điều tốt lành gì. Mà lạ một điều là khi tới cổng, ba con Tuệ không thấy một con chó nào, nhưng lại có tiếng chó sủa cứ ong ỏng bên tai ba nó. Tiếng chó sủa dồn dập tới mức mà ba nó sợ bị phát hiện cho nên chui vô trong rừng cây mà trốn. Vừa trốn ba nó còn ngó ngang ngó dọc để tìm kiếm vị trí của con chó, nhưng mà tìm hoài không thấy cho nên ba nó đứng lên và đi về phía cổng một lần nữa. Lúc này ba nó mới thấy hình ảnh mờ ảo của một đàn chó dữ bị xích ngoài cổng đang gân cổ lên cắn. Nhưng mà những con chó này không rõ ràng, lúc ẩn lúc hiện giống như là đàn chó ma vậy. Có lúc này trong tâm can ba nó có phần lung lay, tính bỏ về nhưng mà nghĩ làm gì còn việc đáng sợ nào hơn khi từng nhìn thấy mẹ vợ mình ăn xác thai nhi. Vậy là đánh liều, ông chui qua lùm cây đi vào trong nhà